xưa là cách đây hơn 30 năm mình đi thi đấy, trước khi đi thi tốt nghiệp thì là cũng hồi hộp, và đến bây giờ sau 35 năm đấy, 36 năm đấy, để chờ con đấy, để thi tốt nghiệp quốc gia năm 2004 này, mình cũng thấy hồi hộp, gần như là cảm xúc nó chưa có gì là nó có ranh giới nhiều cả. Mà cũng bố mẹ cũng thường là cũng không ngủ được vì cũng lo lắng cho các con. Mình cũng lo lắng cho các con là không biết là có nóng được hay không. Hôm nay mình thực ra mình phải dậy từ 3 rưỡi sáng đấy. Mình lo cơm cho con ăn, mình phải lo cho sợ bạn ăn uống ở ngoài được có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên phải dậy rất là sớm để nấu xôi cho bạn ăn. Chúc các con đấy là hết sức bình tĩnh, đấy, tự tin, đấy, làm bài chắc chắn và đạt được kết quả cao nhất. Đấy, và mong rằng các con sẽ vượt qua được cái kỳ thi này một cách suôn sẻ nhất. Rất là mong các con có cái cuộc sống và có cái đường đi, cái tương lai của mình. Mỗi con là một khác, nhưng mong các con là thành công trong cuộc sống.